đã đến với kênh của Mr. Zero Bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều những tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của những siêu sao trên sân cỏ thế giới. Và nếu bạn là fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh của Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu bạn thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của chúng mình. Xin chào! Có thể nói, Raphaël Varane là một trong những trung vệ tài năng nhất hiện nay. Dù không còn quá trẻ, nhưng anh là sự lựa chọn tuyệt vời cho những đội bóng cần cầu thủ kinh nghiệm, tài năng và bền bỉ. Cái tên Raphaël Varane luôn chiếm vị thế hot trên bảng chuyển nhượng vào mỗi mùa hè. Vậy điều gì đã làm nên sức hút của cái tên này? Chúng ta hãy cùng theo dõi những pha xoạc bóng và cản phá khó tin của Varane sau đây. Với chiều cao lý tưởng 1m91 cùng với khả năng chọn vị trí cực kỳ thích hợp trong các pha bóng, Varane là chốt chặn đáng tin cậy trước khung thành trong các pha bóng bổng hoặc trong các tình huống chuyền bóng vượt tuyến của các cầu thủ đối phương. Có trung vệ người Pháp trên sân, đường tìm đến mảnh lưới của Real khó khăn hơn muôn phần đối với các đối thủ của họ. Với khả năng đọc tình huống xuất sắc, Raphaël Varane luôn biết cách để ngăn chặn những pha bóng nguy hiểm của đối phương. Anh đã không ít lần có những pha cản phá xuất thần cứu nguy cho khung thành của Real dưới sự tấn công mãnh liệt của đối phương. Là một trung vệ toàn năng, ngoài khả năng phòng ngự thì kỹ thuật của Varane cũng cực kỳ ấn tượng. Những pha rê dắt bóng qua người thường chỉ thấy ở những tiền đạo hay tiền vệ cũng được anh thực hiện một cách thuần thục, nếu không phải nói là không hề thua kém bất kỳ một ngôi sao bóng đá nào. Cầu thủ người Pháp không chỉ có thể lực và tầm vóc của một trung vệ mạnh mẽ mà còn có nhận thức chiến thuật và nhãn quan của một tiền vệ trung tâm. Chỉ cần hàng phòng ngự đối phương lộ ra khoảng trống, ngay lập tức những đường chuyền hiểm hóc lên phía trên với độ chính xác cao sẽ được Varane tung ra, đặt khung thành đối phương vào trạng thái bị đe dọa. Với vóc dáng cao lớn đã giúp anh dễ dàng giành chiến thắng trong các pha không chiến ở cả hai bên sân, dù là tấn công hay phòng ngự. Nhờ có Varane mà những pha bóng bổng không còn quá nhiều sự uy hiếp đối với khung thành của Real. Những pha đánh đầu phá bóng cực kỳ chắc chắn của anh khiến cho mọi đối thủ không thể trông mong gì nhiều hơn vào những cú nhồi bóng bổng. Với thể lực và tốc độ khủng khiếp, Varane luôn có mặt ở những điểm nóng trên sân, tham gia các tình huống phòng ngự cực hiệu quả. Không ít lần anh đã có những pha cứu thua không khác gì so với ghi một bàn thắng, khiến đối phương chỉ còn biết ôm đầu nuối tiếc. So why is it so hard to let you go?
là một chốt chặn vững chắc với khả năng tắt bóng đặc biệt và những pha đánh chặn hoàn hảo khiến anh trở thành tài sản vô giá của đội bóng. Có Varane, khả năng phòng ngự từ xa của đội bóng được nâng cao lên nhiều lần. Với thân hình to cao và khả năng phòng ngự kín kẽ, anh là một chướng ngại cực khó khăn đối với những đường lên bóng của đối thủ. Rafael Varane xứng đáng được mệnh danh là lá chắn thép của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Với độ nhạy cảm trong đọc tình huống trận đấu, khả năng bọc lót kịp thời cùng thân hình lý tưởng của một trung vệ hàng đầu, anh là cầu thủ khiến mọi câu lạc bộ đều mong muốn được sở hữu trong đội hình. Không chỉ giỏi phòng ngự, Varane còn có thể tham gia tấn công cực hiệu quả, khả năng chớp thời cơ và đặc biệt giỏi trong các pha không chiến khiến Varane trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết khi anh xuất hiện trong vòng cấm đối thủ. Rất nhiều lần, đối phương chỉ biết nuốt hận nhìn anh làm rung mảnh lưới đội nhà mà không thể làm gì hơn. Varane đã có 10 năm chơi bóng ở Real Madrid, gặt hái đủ mọi vinh quang. Anh là cầu thủ của chiến thắng ở cả tuyển Pháp lẫn Real Madrid, khi góp mặt trong 14 trận chung kết thì giành cúp cả 14. Trong chuyển nhượng vừa qua, Man United đã chính thức sở hữu thành công trung vệ này từ Real Madrid. Ở trung vệ Pháp có sự điềm tĩnh cần thiết, khả năng bao quát trên sân và chơi bóng thông minh. Hàng phòng ngự của MU mùa này sẽ là thách thức lớn cho mọi hàng tấn công tại Premier League. Và dù không còn thi đấu ở Real, nhưng các đồng đội và người hâm mộ sẽ không bao giờ quên người trung vệ thép đầy tài năng này. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh, để lại bình luận bên dưới về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.